Thành công nhờ vào sự nỗ lực đã làm cho mọi người rất phấn khởi, kể cả Napoleon quỷ quyệt và đồng bọn trung thành của nó, con lợn mập Squealer. Mùa hè năm đó, các con vật không cần bất cứ sự giúp đỡ hoặc can thiệp nào mà làm được một diện mạo tốt đẹp cho nông trại gia súc. Những cánh đồng cho sản lượng dồi dào được gặt hái, ánh lên sự cần cù và tận tâm. Khi nông sản được cất giữ an toàn trong nhà, các con vật có thời gian suy tư về tương lai. Và tại cuộc họp ở kho thấp, rất nhiều ý kiến đổi mới đã được đưa ra. Những ý kiến ấy đều xuất phát từ loài lợn. Các đồng chí, kế hoạch trong 5 tháng đầu tiên đã thành công rực rỡ. Và đây là thời điểm để truyền đạt tin tức vinh quang này, để cho các con vật bị áp bức ở các nông trại khác có thể đứng lên phá vỡ xiềng xích và cùng tham gia vào cuộc cách mạng động vật này. Tiến lên, hãy nói cho cả thế giới biết có một nông trại gia súc như vậy. Trong khi đó, một vài con vật thỏa mãn với sự may mắn của chúng đã không mấy ấn tượng với diễn cảnh hòa bình và thịnh vượng được đưa ra. Còn những con sống vui vẻ an phận lại hoảng sợ về sự thay đổi đó. Ngày hôm sau, công việc xây dựng cối xay gió vẫn tiếp tục như bình thường, nhưng không có chiến sĩ. Suốt buổi sáng cuối cùng, có vẻ như xe cứu thương đã đến. Chỉ có Benjamin nghi ngờ rằng đó không phải là xe cứu thương.
cùng, các con vật khác đã nhận ra đó là chiếc xe chết chóc đến từ lò mổ của lão Wimber. Tôi đã luôn bên cạnh anh ấy cho đến phút cuối. Lời nhắn cuối cùng của anh ấy là: tiến lên các đồng chí, Napoleon muôn năm. Tin đồn kinh khủng rằng chiến sĩ bị bán cho lò mổ là giả. Lãnh tụ yêu quý của chúng ta sẽ không bao giờ làm như thế đâu. Napoleon muôn năm. Napoleon muôn năm. Đêm đó, loài lợn mở tiệc rượu để tưởng nhớ chiến sĩ bằng loại rượu whisky mà chúng đã mua bằng chính mạng sống của chiến sĩ. Nhiều năm trôi qua, các mùa thay nhau đến và đi. Cuộc sống ngắn ngủi của các con vật nhanh chóng kết thúc. Củi xay gió đã hoàn thành được xem như là một đài tưởng niệm cho số phận và sự hy sinh của các con vật đã xây dựng nên nó. Nhưng cuộc khởi nghĩa của các con vật chỉ được nhớ đến một cách mập mờ. Nhìn bề ngoài nông trại có vẻ rất thịnh vượng, nhưng các con vật không khá hơn chút nào, ngoại trừ loài lợn, gồm có vị lãnh tụ tối cao Napoleon. Tổ chức kinh doanh do loài lợn điều hành giờ đã gặt hái được rất nhiều thành quả biểu trưng cho nền văn minh thật sự. Và một ngày đẹp trời, các nhà đại diện từ phương xa đã đến đồng trại gia súc để kỷ niệm cho một kỷ nguyên mới đầy triển vọng.